Kelly cũng là sớm, Sun cũng là sớm. Muốn biết dài sao? Coi clip. Yep, 有话可说. Do you like me? No. Wait, you wouldn't ask me if I loved you. Do you love me? No, sorry. See you soon. Chào các bạn. Hôm nay mình học chữ Hoa là 有话可说. 有话可说 có nghĩa là có gì cứ nói. Các bạn ha, các bạn coi trong phim Kiếm Hiệp á, ha, mấy người đại thần người ta lâu lâu người ta có những cái ý tưởng mới người ta nói cho vua, thì ông vua thường nói 有话可说, ha, có gì cứ nói. Rồi, tiếng Anh mình học gì? Early và soon. Khi mình dịch qua tiếng Việt nó đều có nghĩa là sớm, thì nó sẽ hơi khó sử dụng chút. Nhưng mà early dùng như thế này. Ví dụ như ngày mai 6 giờ buổi sáng mình đi học, thì mình nói là mình đi sớm hơn cái giờ đó. Các bạn ha, tức là early là sớm hơn so với cái giờ mà bạn đã quy định. Hoặc là ngày mai 7 giờ là bạn có cuộc họp thì bạn đi sớm hơn cái 7 giờ đó. Các bạn ha, dù bạn đi 6 giờ 45 hay là 6 giờ rưỡi thì gọi là sớm hơn. Các bạn ha, gọi là early. Còn chữ soon có nghĩa là sớm là làm sao? Các bạn ha, soon là sớm trong cái ý nghĩa là càng sớm càng tốt. Ví dụ bạn muốn nói với người ta là tôi sẽ làm việc đó sớm cho bạn thôi, ha, tôi sẽ nỗ lực hết mình, càng sớm tôi sẽ làm càng sớm càng tốt cho bạn, ha. Thì cái ý nghĩa của chữ soon trong cái ý nghĩa đó càng sớm, ha các bạn ha. Chúng ta có cụm từ là as soon as possible, có nghĩa là càng sớm càng tốt các bạn ha. Rồi, trong clip chúng ta thấy là see you soon, tức là hẹn gặp bạn sớm thôi, hẹn bạn gặp sớm thôi ha các bạn ha, tức là mình sẽ cố gắng gặp sớm để cho nó vui vẻ ha. Rồi, vậy tóm lại hai chữ early và soon ha. Early là bạn sớm so với một thời gian bạn đã hoạch định trước ha. Ví dụ như là bạn đi học lúc 6 giờ sáng thì bạn đi sớm hơn giờ đó thì gọi là early. Bạn có cuộc họp lúc 7 giờ chiều, bạn đi sớm hơn giờ đó, đi sớm hơn 6 rưỡi hoặc là 7 giờ kém 15 gì đó thì cái đó gọi là early. Còn soon trong cái nghĩa là càng sớm càng tốt các bạn ha. Rồi các bạn follow và thả tim để có thể giúp mình có động lực làm nhiều nhiều clip hay cho các bạn hơn. Cảm ơn các bạn.